Miền quê Đông Bắc thân nói chào tất cả cô bác bà con nhá. Hôm nay nhân tiện mình về chăm sóc cho cái phát cỏ dại xung quanh đây cho cái khu vực vườn dồi của mình đây, thì mình tiện review để cho tất cả mọi người cùng xem. Đây nha các bác nhé. Và một số các lưu ý này nha các bác nhé. Đây là lá nó cũng bị chắc là rám nắng hay là sâu bọ xít này. Đây đây đây. Cái bọ xít con này, này các bác này. Đấy, con bọ này nó sẽ làm hư lá rồi đó. Mà mình thì trồng tự nhiên thôi, mình cũng không ra không sử dụng biện pháp xịt. Đây. Sau một năm trồng đây nó cũng rất chi là khá là đẹp. Lớn khá là đẹp đấy. Ở miền Bắc không như ở trong các tỉnh phía Nam được nhé các bác nhé. Đây các bác có thể để ý xem nhé. Ở đây thì em có dùng cái vạt này là rồi này. Đấy, rút suốt ra ngoài kia luôn. Và ở cái mé bên bên kia trở lại thì mình dùng một ít chuối, nó cũng phục hồi rồi. Ăn chuối thì dùng được 5-6 tháng rồi, nó cũng đã phục hồi rồi, thành búi rồi, bắt đầu có mầm rồi đấy. Và đối với cái dồi ở đây thì các bác lưu ý là các cái tầng ở trên này thì cây nó phát triển chậm hơn, mình cũng không hiểu lý do vì sao. Nhưng hầu như là nó bị trôi màu nhé các bác nhé. Đây này, như cây này thì đối với cái cây này thì các bác có thể để ý đây là cái đoạn ghép đây nó liền ở đây. Thì các bác phải để ý là phải đảm bảo nó nhé các bác nhé. Các bác phải khi trồng xong rồi các bác phải tháo hết giấy bóng đi để cho nó liền như vậy này. Như cây này là hơi xấu này. Đấy, cũng đẹp thì đẹp rồi nhưng mà chưa được điểm lắm cây này đối với cây này. Đấy, các bác để ý làm cỏ sạch sẽ đi. Đây, còn đối với lùi xuống dưới này thì cây nó có vẻ lớn hơn các bác. Đây, trường hợp của cây này đẹp chưa các bác? Đây là những cái cỏ nãy mình phát nó bay đây nhé. Các bác chú ý theo dõi nhé, vì chia sẻ về những cái này nó rất là khô khan, thô sơ, nên là các bác có những điểm nào thì em và cùng các bác sẽ cùng nhau xem là nó đúng chưa nhé các bác nhé. Đây là đối với trường hợp của cây này các bác để ý này. Đây để mình lấy nét ở đây các bác hiểu cái chỗ ghép của nó ở dưới này, vì nó phình ra đây nhé và nó đã chia cành lên đây rồi, rất là đẹp luôn. Đây các bác, sau một năm rồi cái bầu mình xé này nó còn chưa chưa mục này, túi bóng rất là tốt đấy chứ, đây rất là đẹp luôn các bác. Đây còn những cái cây nó ở dưới vùng ven hơn này các bác là nhìn thấy là gốc nó rất là mập nhá. Đây, gốc của nó rất là mập luôn. Đây đẹp không? Rất là đẹp luôn các bác đây. Rất là mập mập, rất chắc chắn luôn. Mà cây thì cao đẹp này. Cây rất là cao đẹp luôn đấy. Như cây này nó sẽ rơi vào khoảng 1,7 m, 1,8 m rồi. Như cây này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây ở vùng ven, các cái vùng ven ngay gần đây thì em trồng thêm chuối nha các bác nhé. Trồng thêm chuối để cho nó đỡ trôi màu ở bên dưới vùng ven này. Đây ở bên này thế. Các bác xem cái cây này. Thật sự đối với ở miền Bắc thì nó không như miền Nam nha các bác nhé. Nó không phát triển nhanh như miền Nam được đây. Như cây này rất là đẹp này. Đây các bác để ý ngắm từ gốc lên này. Có thấy không? Đây từ gốc lên. Đây, đây các bác thấy không? Rất là đẹp luôn đây. Đấy, màu rất là màu xanh non luôn. Các bác phải lưu ý những cái cây này, dây như thế này nhé, các bác phải ấy hết đi đấy. Thì những cái dây nó bám ở là nó rất hại cho cái cây rồi luôn. Đây các bác, những cây này nó rất là khỏe, nhìn rất là khỏe mạnh này, đẹp. Đấy các bác nhìn nào. Đấy. Rất là đẹp luôn. Đây các bác nhìn những cái cây của em, các cái gốc cây, các cái khoảng cách em trồng rồi nhé. Rất thưa và thoải mái luôn. Đây, như cây này là nó bị sâu bệnh ăn này. Một thời gian mình đi làm mình không ở nhà, mình không để ý, mình không có ấy luôn, nó cũng bị vón ngọn vào, nhưng mà nó may quá nó lại ra được ngọn khác. Đây như cây này, cây này thì thấp, cây này thì còi rồi, như cây cao nó như thế này này. Đấy, coi nhìn rất đẹp luôn. Đây, và di chuyển về những cái cây nó do cái chỗ mình nhìn trồng nhé các bác nhé. Đây, như cái cây này cũng vậy này, cây này lên rất là đẹp luôn. Đấy, tròn 1 năm tuổi nhé các bác nhé. Năm ngoái tháng 4 em mới trồng. Em nghĩ là mình trồng cũng muộn đấy. Đây, rất đẹp luôn. Đây, hoa nhìn lá rất là xanh. Thơm lắm nha các bác nhé. Các bác cấu như thế này về mà ngửi thì thôi rồi. Rất là thơm tại vì lá nó có tinh dầu. Ở dưới gốc nó cũng sạch rồi đây này.
lá nó bắt đầu rụng rụng dần là nó sạch rồi. Giờ bác ngắm cái cây của em là kia đẹp chưa? Cây này rất đẹp luôn. Đây và cả bên trong kia và bên này nữa rất đẹp. Đây các bác lưu ý là chúng ta phải để ý nha các bác nhé. Đây như cây này mình cảm thấy xót xa ơi bao nhiêu công sức của mình. Thực ra trồng cây rổi thì nó cũng rất chi là khó. Đây các bác xem cái ngọn của nó bị gãy đi đây. Cái ngọn này là các bác sâu do sâu đục nhé các bác nhé. Không phải là người ta bứt của mình đâu đây này. Các bác có thể nhìn thấy cái cuống của nó bị sâu vào đây. Nó ăn phần bên trong này và gãy đi như này. Cũng rất may là nó gãy ở cái đoạn trên này nhé. Nó gãy ở cái đoạn này thì không ảnh hưởng gì vì những cái cành này vẫn là thuộc hệ cành ghép. Đây các bác có thể cùng em di chuyển xuống bên dưới này để xem đây. Đây nha các bác nhé, cái đoạn ghép của nó là ở cái chỗ này đấy nhá. Đây này, các bác nhìn là biết rồi, nó cong cong từ ngày xưa là cái bầu cái người ta cuộn băng keo là từ đoạn này lên này. Và cái rốn nó đã rụng đi rất may là từ đoạn này lên là nó vẫn là cái cành ghép. Chứ không thì cái cây này coi như là hỏng vứt đi. Đấy các bác nhìn nó phát triển rất đẹp, nhưng tiếc quá cái ngọn của nó. Cái ngọn của nó này đã bị gãy đi rất là tiếc luôn. Đấy, ở đây là toàn cảnh những cái trang trại của em. Em có rồng rồi đây và bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển ra ngoài kia để xem cái cây mà em rồng nó mồ côi hai cây cách nhau xa hơn thì nó xem nó thế nào các bác nhé. Đây các bác ở đây em có rồng một cái cây cả khoảng cách rất là thưa, để từ cây này sang cây kia phải có hơn chục mét luôn. Cây đằng kia một cây nhé các bác nhé. Bây giờ mình sẽ xem lại cái cây này là ở theo các cái bờ ven này thì em rồng chuối hết rồi để tránh nó trôi màu nhé các bác nhé. Đây và sau này nếu mà như mà rồng mà nó ra quả đẹp thì em sẽ phát triển rồng thêm ở bên trên này nữa. Ngay bên trên này nữa và bên kia nữa. Vẫn còn chỗ để mà rồng nhưng mà vừa rồi thì mình cũng lưỡng lự lắm để rồng xem là nó có như thế nào để còn biết đấy nó thấy mình thấy phát triển rất đẹp luôn. Đây cái gốc rất là đẹp luôn. Các bác có thể thấy không? Rất đẹp. Cao đẹp. Đấy. Đây em rồng chuối ven ven đây ở dưới này là ao. Bờ ao của em. Nào bây giờ mình tiếp tục di chuyển ra ngoài kia xem cái cây kia nó như thế nào các bác nhé. Đây, ao của em đây. Đây này, đây các bác nhìn cái cây này nó chúng ta rồng thưa ra nó đẹp lắm nha các bác nhé. Rồng xen ké với chuối nhưng mà nó rất là cây này đẹp chưa. Ôi giời, cây này cao mà đẹp đấy các bác nhỉ. Đây là em dùng cái cây gậy lai nhé, em đứng dơ lên cao này để không có bác cùng xem ra đây. Đây các bác rất đẹp luôn. Đây cái gốc nó nhìn mình chơi thử chui vào gốc để xem nó khỏe khoắn đến cỡ nào nhé các bác nhé. Đây các bác có thể để ý cái gốc của nó đây. Đây đây. Mình phát cỏ rất là sạch luôn các bác nhé. Đây đẹp chưa? Đó thấy không ạ? Rất là đẹp luôn. Đấy cái cành rốn hôm trước mình cắt đi, mình cắt hơi dài nó còn mọc mọc ra mình không ngại gì mình bứt đi nhé các bác nhé. Vì cái đoạn này không cái này không phải là cành cành nguyên ghép của nó đâu, ghép là nó từ cái đoạn này trở lên thôi. Mình hôm nọ mình cắt không hết rồi. Để nào mình cắt lại đi. Cắt dài hơn một phân nó đã mọc chồi ra rồi. Đấy thì cái đoạn ghép các bác là đoạn nó ngoéo đấy, còn nguyên lốt cuộn băng keo. Đấy các bác xem. Rất là đẹp luôn. Đấy, phát triển như thế này ở miền Bắc mình như thế này bây giờ đang là như hôm nay mới có mùng 3 tháng 4 này mà vẫn còn lạnh lạnh như thế này nên nó chưa phát triển lắm. Nếu mình nghĩ là từ đến cuối năm mình sẽ chăm lại tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 thì thu hoạch xong mình sẽ review lại để các bác xem tốc độ phát triển nó đến đâu nhá. Nó không như ở trong phía Nam đâu, trong phía Nam thì đối với khí hậu của người ta nó có hai mùa thôi, miền Bắc mình bốn mùa nó phát triển nó chậm hơn nhiều. Đẹp, rất đẹp đấy. Đây vào một ven này em đã trồng hết vào bên bên trong kia rồi rồi rồi. Sau này nếu nó đẹp thì em lại phát triển trồng thêm một hàng ở bên kia nữa. Đây là một vườn của em nhé và trong clip sau này thì em sẽ review cho các bác xem cái vườn ở trên kia em đã trồng thí điểm khoảng 5-6 cây, 6 cây. Em dùng thí điểm xem là nó độ phát triển nó như nào ở trên đồi kia, đồi đất đỏ, đồi cao nhé. Còn đây là ở độ dưới khe thấp. Mình nghĩ ở khe thấp như thời tiết mát như thế này là đẹp rồi các bác. Các bác cố gắng cùng theo dõi nhé, để tham khảo nhé. Vì chia sẻ về những cái video như thế này thì nó không nhạt nhẽo, thì không chỉnh sửa, thì nó rất là thô sơ các bác.